Hello, xin chào cả nhà, lại là Phương đây nha. Hiện tại Phương đang ở đường Xóm Chiếu, quận 4 cả nhà. Sáng nay chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái chỗ bán bánh mì bò lá lốt cả nhà. Ở chỗ này là số 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 nha. Chỗ bán của chị Lan cả nhà. Phương cũng mới vừa tới đây thôi, bây giờ là hơn 7 giờ rưỡi sáng cả nhà. Đây cái gánh bán của chị Lan này. Nướng tại chỗ luôn nha cả nhà, bò, bánh mì bò lá lốt. Thấy mấy chỗ bán bánh mì thịt nguội, bánh mì pate nhiều chứ thấy bán bánh mì bò lá lốt thì thấy ở đây là điểm đầu tiên bán luôn đó cả nhà. Đây là ngay cái chợ 200 đường Xóm Chiếu nha. Thì hồi nãy Phương có hỏi chị Lan thì thường chị bán ngày chủ nhật thì sáng bán ở đây, còn ví dụ ngày thường thì chị bán ở ngoài đường Nguyễn Tất Thành đó nha, cái trường Nguyễn Trãi đường Nguyễn Tất Thành đó. Chị Lan ở đây em thấy mình bán bánh mì bò lá lốt hả chị? Bao nhiêu một ổ chị? Chị bán thịt nhiều quá thì 30 thịt cẩm, còn dạ. Nếu mà bình thường thì thịt bò là 20. Dạ. Ít thì 20, nhiều thì 30. Dạ. Thì trung bình là khoảng 20.000 một ổ nha cả nhà. Nhưng mà khách mà muốn có ăn nhiều thịt bò thì 30 nha. Đó chị ăn nha thêm thì kêu. Dạ. Đây chị Lan đang làm một ổ cho khách nè. Ổ bình thường là khách vô kêu ổ bình thường là 20.000. 20. Bán bánh mì bò lá lốt, còn bán bánh mì nào nữa không chị? Chị bán bò nướng, xí mại, cá hộp, bì. Nhiều lắm nướng, nha cả nhà. Nem nướng. Nem cua. Bì nè cả nhà. 20. Bên đây con thấy có cá hộp nữa nè. Cá hộp, xíu mại, nem. Cái chỗ cái lò nướng bò lá lốt thơm đó nha cả nhà. Khói nó bốc lên là thơm lắm. Hấp dẫn không? Bên đây xíu mại nha. Cá đây bò lá lốt nướng chín rồi nè cả nhà. Hai cái gánh gánh của chị Lan. Rồi ra bánh mì. Sáng ở đây ngay chỗ này góc này nó hơi nắng nha cả nhà. Quay hơi tối một chút anh chị mình thông cảm nha. Chị Lan bán. Thường cái điểm mình bán là ở đâu chị ở đây? Thường điểm thì chị bán bình thường là mỗi ngày á, là ngày thứ hai chị bán chùa Nguyễn Trãi hết một tuần. Ngày chủ nhật thì chị về chợ 200. Dạ. Buổi sáng mấy giờ chị dọn ra bán? Chị bán chùa Nguyễn Trãi là 5 giờ sáng chị đã có bán rồi. Chị bán tới 10 giờ 11 giờ trưa. Chùa Nguyễn Trãi ở ngoài đường Nguyễn Tất Thành đó nha cả nhà. Rồi chị bán 11 giờ trưa thì chị vô chợ số 4 á, đường Đồng Giang Bơ. Vậy là chị bán khoảng tới mấy giờ? 11 giờ Đồng Văn Bư. Dạ. Rồi, cô chú anh chị nào thì ngày thường thì bán ở ngoài đường trường Nguyễn Trãi nha cả nhà, đường Nguyễn Tất Thành, hình như nó cũng gần khúc Xóm Chiếu với Nguyễn Tất Thành đó cả nhà. Đúng rồi. Đường Nguyễn Tất Thành đi xuống rất là thấy trường Nguyễn Trãi. Dạ. Sáng là chị ngồi đó chị bán, 5 giờ sáng là chị dọn ra chị bán rồi. Chỉ có chủ nhật là bán chỗ này thôi nha cả nhà. Hôm nay Phương đi xuống đây hồi nãy Phương tìm ở ngoài đường từ trường Nguyễn Trãi không thấy á, Phương chạy vô đây. Chủ nhật bán ở đây thôi, còn ngày thường thì bán ngoài kia. Nếu mà ai không gặp thì gọi qua số điện thoại. Dạ, ai không gặp thì gọi số điện thoại chị Lan nha. Chị Lan cho số điện thoại luôn đi. Chị Lan có số điện thoại 0706 09 07 06 99 02 07. Dạ. Số điện thoại chị Lan mới đọc đó nha cả nhà. Phương cũng có để trên màn hình đó, với lại dưới phần mô tả video á. 0706 99 02 07. Dạ. Này rất là nhiều luôn đó nha. Chú anh chị nào có tưởng thức thử bánh mì bò lá lốt liên hệ chị Lan nha. Phương ăn nhiều bánh mì mà bánh mì bò lá lốt thì Phương chưa có ăn. Dạ. Để em quay chút rồi em sẽ ăn thử. Sáng đi ngay cái chợ này cả nhà. Người ta đi chợ mua đồ rất là đông luôn ở nhà này. Đó. Mình bán này bao lâu rồi chị? Mấy chục năm rồi hả? Mấy năm. Cũng cái món này luôn hả chị? Cũng cái món này là. Dạ con.
bán mấy chục năm rồi nha cả nhà. Thì dịch bệnh mình cũng nghỉ mấy tháng hả chị, đâu có bán được hả chị? Đúng rồi, chị bán online thôi. Bán online hả? Dạ. 20 cân. Vậy là khách đặt mua cũng có giao luôn hả chị? Có luôn, còn lúc đó chị bán cũng giao ship á. Dạ. Giờ còn ship không? Dạ cũng còn ship, nếu mà ai mua quận 4 là 5 mẫu phi ship á. À, quận 4 còn, ha. Quận khác thì chị phải tính tiền ship, tự vì dạ. Chị phải kêu ship đi rồi. Dạ. Còn nếu mà trong quận 4 thì chị phi ship á, 5 mẫu thì chị phi ship. À. Rồi, chị Lan có đặt ship luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị nào ở xa mà muốn ăn, muốn thưởng thức thử bánh mì bò lá lốt đó thì có thể liên hệ điện thoại chị Lan nha. Chị ship luôn. Khu vực quận 4 thì 5 mẫu thì phi ship nha. Còn các quận khác xa xa thì chỉ đặt ship thì khách chịu tiền ship giùm nha. Mấy ổ anh đi. Cái gì anh đi? Bò nướng hả? Hôm nay khách tới ăn thấy đa số là ăn bánh mì bò nướng nha. Mình nướng tìm xíu mại nè. Ờ, có cái này hộp tô mỡ hành hấp dẫn. Sáng chờ chủ nhật ngồi ra hốc mỡ tươi. Bán vậy một tháng đâu có nghỉ ngày nào hả chị, bán suốt hả chị? Cũng có nghỉ. À. Rằm rồi chị. À rằm mùng 1 rồi nghỉ. Chị hôm qua mùng 1 rồi chị đâu có bán hả? Mãi bò. Bì dạ không có bò hả? Rồi nè. Hai con chết. Cái lò nướng của chị để trên cái gánh có chút xíu rồi cả nhà. Bò nướng nóng hổi luôn, mới vừa nướng luôn nha cả nhà. Có gì đâu, cải đất nay bán được khá. Đâu có gì đâu. Dạ, đâu có gì đâu, vui vẻ. Ngồi đây bán tới mấy giờ chị? Chị bán tới 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ là nắng lên lắm ha. Lát nữa lên nắng. Nắng lắm. Đâu có gì che hả chị? Bán chợ này chợ cũng được. Dạ. Rồi đêm sáng nắng lắm nha. Trời lên là nắng. Mấy bữa nay trời lạnh lạnh cũng đỏ. Mà sáng sớm lạnh quá. Xíu mại, cá, thịt bò nướng. Cái này bò lá lốt này ở nhà mình tự làm hết hả chị? Ở nhà làm hết. Ở đây bò tự làm mà chị mua lá lốt về thì tự cuốn luôn đó nha. Tự cuốn, tự làm. Cái này là chưa có nướng nha, cái thau này chưa có nướng nha. Chưa nướng. Đã hấp dẫn luôn nha. Giờ này nướng rồi nè. 20 ngàn một ổ thôi. Chợ này ta đi chợ đông ghê á. Dạ. Ê hả chị? Dịch xong ấy hả? Dịch xong chị bán đỡ không? Chị lúc dịch, chị cũng bán ra dài á, dạ. Chị cũng bán cũng được, khách cũng nhờ khách gần xa tới rồi cũng được, cũng lai dai vậy đó. Dạ. Ủa không đến nọ mấy bán không được. Dạ, công nhân cũng nghỉ nhiều. Công nhân nghỉ nhiều.
món này là đi làm, mấy người đi làm mua ăn sáng là thích lắm cả nhà. Dịch bệnh nghỉ quá cũng ảnh hưởng. Cửa hàng 10 ngàn một ổ bánh mì bò lá lốt. Quá trời luôn, quá trời luôn. Cô về nổi tiếng trên mạng luôn hả cô? Cô có coi chị Lan trên mạng không? Đó đây nè. Bán bò lá lốt không hả chị? Cái này à, ta mua riêng á, ta để phần riêng á, ta nướng cho chị. Hả? Thì không có ăn bánh mì ha. À, bánh mì để riêng nha. Bỏ vô.
chị, dạo này chị mua bê không nha. Lên luôn cái hộ. Lên luôn.